Vâng, thưa các bạn, Porsche thì không hẳn được ái mộ như những cái tên tuổi sừng sỏ như Lamborghini hay là Ferrari. Nhưng nếu như ai đã từng yêu mến thương hiệu này thì lại rất trung thành. Và tôi thường nói đấy là yêu bền vững. Điều gì tạo nên một cái tình yêu bền vững như vậy? Vâng, tôi nghĩ rằng có 3 yếu tố. Thứ nhất là cấu trúc đặc biệt của những cái khối động cơ trên những cái mẫu xe thể thao của Porsche. Cái thứ hai là việc sắp đặt động cơ, bố trí cái vị trí của động cơ. Và cái thứ ba là cái khả năng cá nhân hóa của xe. Đó. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một mẫu xe thể thao trong đại gia đình xe thể thao của Porsche. Vâng, Porsche 718 Cayman. Và thưa các bạn, 718 tôi gọi là kỷ nguyên 718 mới đã tạo ra sự khác biệt tương đối lớn. Đấy là chiếc xe đã được thấp hơn, được thiết kế thấp hơn, rộng hơn và mềm mại hơn rất nhiều. Có thể nói là Porsche đã chịu khó thiết kế hơn nhiều rồi. Tôi hay nói vui đấy là hơi lười thiết kế, bởi vì hàng trăm năm rồi mà dáng xe nó vẫn vậy. Nhưng dáng xe vẫn vậy, vẫn luôn giành được cái sự yêu mến của khách hàng. Đấy là một điều rất tuyệt vời. Và 718 kỷ nguyên mới này có một cái sự đặc biệt, đấy là động cơ chỉ còn thu gọn lại còn 4 xi lanh dung tích 2.0 hoặc 2.5 cho phiên bản S hoặc là phiên bản GT. Đấy là điều đặc biệt, động cơ đối đỉnh ạ. Và cái việc bố trí động cơ cũng là một điều đặc biệt. Động cơ trên mẫu xe này là đặt ở giữa nha các bạn. Nhìn cái xe này thôi nhưng mà có thể là động cơ và cái hộp số nó chiếm tới khối lượng lớn nhất rồi. Kinh khủng. Ferrari có một cái câu nói rất hay. Đấy là nếu mà bán cho khách hàng, chúng tôi bán cái động cơ và cái hộp số thôi, còn khung gầm rồi ghế ngồi vân vân thì chúng tôi tặng. Động cơ trên những chiếc xe thể thao này vô cùng đắt tiền. Và mẫu xe này dù là bản cơ sở nhưng đã được trang bị thêm các cái option, cho nên giá mẫu xe này nó khoảng hơn 5 tỷ một chút nha các bạn. Còn các bạn muốn xây dựng nó lên, muốn tích chọn thêm thì nó có thể lên tới 7, 8, 10 tỷ thì thôi tùy. Đấy là do nhu cầu của chúng ta mà thôi. Và như các bạn đã thấy thì đèn xe cũng vậy. Đèn xe trên phiên bản cơ sở thì đèn LED bình thường, nhưng mà phiên bản này là đèn thông minh rồi, Porsche Dynamic Light System. Vâng. Hệ thống đèn này thì sử dụng một cái bóng main light, cái bóng đèn chính là bi xenon. Còn bốn cái bóng thiết kế rất đẹp này là bóng LED này, đèn định vị quá đẹp luôn, nhìn lấp lánh như những viên kim cương. Ở đây thì có cái rửa đèn tự động nha các bạn, nó rửa đèn. Và ngay bên dưới này là một cái đèn gầm đấy, cũng rất mỏng, thiết kế mới nó mượt lắm. Trên phiên bản Cayman thường này thì lưới tản nhiệt thì trông nó cũng hơi hiền. Và cảm biến trước có hai cảm biến, nhưng mà tôi sẽ mở cái nắp cốp này lên cho các bạn xem. Vâng, nắp cốp. Vâng, động cơ đặt giữa được xác định là đặt giữa hai trục chứ không phải sau người lái đâu nha các bạn. Đây. Nhẹ nhàng nhấn gạt cái nó lên. Nắp capo rất nhẹ nhá. Rất nhẹ. Trên những chiếc xe thể thao thì cái việc hệ thống khung gầm cũng như là thân vỏ nó phải nhẹ đi, nhưng vẫn đảm bảo độ bám đường. Đấy là điều tuyệt vời trong cái hệ thống điều khiển trên những cái mẫu xe thể thao như thế này. Và đây như các bạn đã thấy, có thể chứa được ba lô này, hai ba lô, thậm chí một cái vali cỡ vừa là cũng có thể đặt ở đây. Và nếu như bạn có một chiếc vali nhỏ thêm nữa thì bạn cũng có thể để ở phía sau. Đây ạ. Tất cả các nắp này đều rất nhẹ nha các bạn này, một tay này. Có thể để đây ạ. Những mẫu xe thể thao của Porsche ngày nay thì giúp chúng ta có thể thực hiện những cái hành trình cùng với một người bạn gái, vợ mới cưới, người yêu mới chẳng hạn. Đi một hành trình mà cũng chứa đồ thoải mái luôn. Đó, đóng lại mà thôi. Như các bạn đã thấy thì các cái dòng Porsche mới hiện nay thì được thiết kế với những cái giải LED ở đèn sau rất là đẹp. Và đính những cái bóng LED nhỏ, lấp lánh như những viên kim cương mỏng, cũng đẹp luôn. Và trên Cayman có một cái cánh lướt gió nha các bạn. Với các dòng xe thể thao thì cái cánh lướt gió này rất là quan trọng. Và khi mà chúng ta chạy ở tốc độ 125 km/h trở lên
thì nó sẽ tự động bật lên. Tuy nhiên chúng ta có thể tự bật bằng một cái phím ở ngay chỗ cái công suất trung tâm kia. Ở đây là tôi đang bật lên, còn nếu như tắt nó đi thì nó lại hạ xuống. Bô xe kiểu bô đôi này, màu đen thể thao, đây cũng là tùy chọn nha các bạn. Tất cả những cái này rồi tùy chọn. Cảm biến thì đương nhiên rồi, mẫu xe này thấp, camera lùi. Vâng, những hai cảm biến và camera lùi bây giờ thì không thể thiếu trên các cái dòng xe ngày nay. Bước vào những chiếc xe thể thao thì chúng ta phải hạ thấp trọng tâm, luồn người vào. Đấy là đặc điểm của những chiếc xe thể thao. Vâng, trọng tâm của những chiếc xe thể thao phải luôn luôn rất thấp. Vâng, phải rất thấp. Vâng, mọi thứ phải rất gọn gàng trong một cái khoang xe nhỏ như thế này. Các bạn thấy tất cả những cái vật liệu da thì sẽ không phải nói nữa rồi, bởi vì da nó là quá đẹp rồi. Những cái đường may này, rồi những cái ốp nhôm. Thưa các bạn, những cái ốp nhôm như thế này cũng là tùy chọn nha các bạn. Các bạn có thể ốp nhôm xước này, rồi là ốp gỗ ô liu, óc chó, vân vân, có thể tùy theo ý thích của bạn. Và trên một cái không gian nhỏ, mọi thứ thiết kế phải tính toán cực kỳ kỹ, không có nhiều không gian để mà hoang phí đâu. Và đây, ngay cả những chiếc khay để đựng cốc, gọn gàng chưa? Quá gọn gàng luôn. Bạn để vào đây. Rất gọn gàng nha các bạn. Kéo ra, đặt vào. Vừa đủ thôi. Bởi vì nếu như bạn để bên các khe cửa thì cũng sẽ khó mà vừa. Vâng. Với mẫu xe thể thao giảm mọi trọng lượng đi và ưu tiên khả năng tăng tốc. Đó, gặp lại. Rất gọn gàng đúng không ạ? Nói chung đi mẫu xe này phải có một bạn gái bên cạnh phục vụ thì là nhất rồi. Hộp chứa đồ này, đấy, cũng chỉ vừa đủ nhá. Trong này có cả khe cắm USB này. Và thưa các bạn, một công son này, một công son rất là đẹp. Nó sẽ khác, nó sẽ không sử dụng những cái touch quá nhiều như dòng KN mới. Bởi vì một mẫu xe thể thao thì mọi thao tác nó phải nhanh, phải rất nhanh. Bởi vì là nếu mà touch touch thì thời gian đâu mà nhìn đường nữa, trong khi tốc độ đang rất cao, khi mình phải bấm. Nếu mà cần thao tác thì mà nút bấm nó phải rất nhanh. Ví dụ chúng ta có thể sử dụng cái hệ thống Porsche Connect chẳng hạn. Đây, trong catalog có nha các bạn. Với con xe này thì rất chi tiết luôn. Porsche Connect cho phép này, chúng ta có thể kiểm tra những cái chuyến tàu này, chuyến bay này, rồi là đọc báo này, hỗ trợ vân vân, rồi cả navigation nữa, báo tình trạng thực của giao thông bây giờ chứ không chỉ là dẫn đường nữa. Vâng, với những dịch vụ của những mẫu xe đẳng cấp thì sẽ cung cấp tận răng cho các bạn những cái nhu cầu đấy, ngay cả những cái chức năng như là những cái app như là My Porsche chẳng hạn. My Porsche đấy, bạn có thể cài app trên điện thoại này, kiểm tra tìm xem cái xe của mình ở đâu, đọc tin nhắn, rồi kiểm tra tình trạng xe vân vân. Một chiếc xe thông minh. Nổ máy lên. Boom. Mới là cây men thôi mà nghe đã thấy phấn khích rồi. Ghế lái điều chỉnh 14 hướng. Bạn cũng có thể chọn cái gói tùy chọn là nó có thể lên tới 18 hướng. Da cao cấp, da bọc cao cấp. Và tất cả những cái đấy nằm ở tùy chọn. Da Alcantara rồi. Ốp nhôm, ốp gỗ, trang trí và thể thao cá nhân hóa. Bạn thích màu vàng có màu vàng, bạn thích màu xanh có màu xanh, bạn thích màu nửa xanh nửa vàng cũng có, miễn là bạn có tiền. Đối với những dòng xe như thế này thì bạn luôn được, rất được chiều chuộng. Thực ra có thể nói dòng 718 mà cụ thể là Cayman là một trong những cái biến thể gọi đời thường, dân dã hơn dòng 911. Thực ra với cái điều kiện như ở Việt Nam thì đi Cayman này mình nghĩ là nó hợp lý, bởi vì lái nó ở cái chế độ bình thường á thì nó cũng nhẹ nhàng lắm, nó cũng êm. Nhưng mà nó cũng tạo ra phấn khích khi mà cái động cơ nó nằm ngay sau lưng mình. Động cơ đặt giữa nằm ngay sau người lái nha các bạn. Đi nhẹ nhàng êm ái đây, vô lăng nhỏ, vô lăng rất nhỏ. Đợt vừa rồi mình cũng vừa thử mẫu Cayenne cũng vậy, xe to nhưng vô lăng nhỏ. Thực ra đối với cả Porsche, những cái hãng xe thể thao như Porsche thì công nghệ về động cơ, công nghệ về khung gầm, công nghệ về thân vỏ nhẹ, công nghệ về hộp số, đặc biệt trên
các cái dòng xe thể thao như Cayman này hoặc là 911 đó thì hộp số của nó thì thật là tuyệt vời, hộp số ly hợp kép nha các bạn. Nhưng với Cayman động cơ 2.0 thôi, 4 xi lanh đối đỉnh, 300 ngựa thôi, 300 ngựa nha các bạn. 300 ngựa. 4 và 380 Nm. 380 Nm. Vâng, cảm ơn công nghệ turbo 380 Nm, nhưng ở cái dài vòng tua khá rộng đấy, 1950 đến 4500 feet. Chính vì vậy cho nên chúng ta có cơ hội tăng tốc ở nhiều giải tốc độ và nhiều cấp số khác nhau. Thực ra thì đây đang là chế độ nhẹ nhàng, và nếu mà bạn đi qua đâu đó đông người muốn khoe bô một tí thì bấm cái này lên, đồng thời bấm đồng thời hai lẫy sau vô lăng, mấm đạp phải không, bốp bốp bốp, vâng, vòng tua cao xe vẫn cứ bò, và muốn vào thì chúng ta lại đá số cái lại vào. Những chiếc xe thể thao luôn rất biết cách thể hiện mình. Vâng. Rồi, bây giờ mình sẽ quay đầu, vô lăng không quá khó, xe thấp, ngồi như trên mặt đường mà lái thôi. Tuy nhiên gầm của Cayman thì không phải là quá thấp đâu, đủ để leo một số vỉa hè thấp. Vào nhà không phải bắc ván, cũng là một cái hay. Giá thì cũng không phải là quá đắt, có 5 tỷ thôi. Nhưng mà mẫu xe này được trang bị cái gói thể thao nhé, gói kích hoạt thể thao Sport Chrono rồi. À, chế độ F này, wow. Khá ngay, bồ gầm gừ ngay, đạp các bạn thấy người chậm gần như cuồng luôn. Mới F thôi. Đây mới là một chiếc xe thể thao thực sự. Lại còn Sport Plus nữa thì còn điên cuồng nữa. Thực ra với một mẫu xe thể thao thực sự thì cái sự khác biệt của nó sẽ nằm ở khi mà chúng ta cua. Đó. Và bình thường mẫu xe gầm cao cao, cao cao sedan, kiểu dòng xe thương mại bình thường thì cua 7-80 thôi, nhưng đối với dòng xe này có thể cua được 130-140 chẳng hạn. Thì đấy là sự khác biệt. Mỗi tội đường ở đây thì mình không đạt được cái tốc độ đấy mà thử thôi. Hoạt động ở một cái mức độ chính xác và hỗ trợ cực kỳ tốt. Nếu không thì nó sẽ quay tròn luôn. Tất cả những cái mẫu xe công suất cao, hiệu năng cao đều vậy hết. Ngay cả Ferrari hay Lambo cũng thế. Thực ra đường phố xá hơi chật, chứ không thì mình cũng tắt thì mình cho quay tóe lên một chút. Donut hoặc là cho oversteer khi qua cua cũng không khó với mẫu xe này. Nó vốn sinh ra để có thể thực hiện và biểu diễn được những cái pha đẹp như vậy. Khi cua hơi nhanh như thế này này. Nếu mà đạp quá nhiều ga lên thì đuôi nó văng nhẹ cái thì hệ thống PSM rồi là hệ thống kiểm soát lực kéo vector nó cũng sẽ ổn định lại thôi. Phanh thì khỏi phải nói rồi, phanh xe thể thao mà. Đắt tiền trên cái mẫu xe này là công nghệ về động cơ, công nghệ về hộp số, công nghệ về điều khiển, công nghệ về vô lăng, công nghệ về an toàn, và công nghệ về khung gầm, công nghệ về thân vỏ. Đó là giá trị của những chiếc xe thể thao thực sự. Còn tất cả những cái trang bị gọi là điếu đóm thêm là để cho nó sang sang, cho nó chất chất, cho nó ấy thì thực sự là đấy là nghệ thuật của các hãng xe rồi. Thử cảm giác mạnh đó, Sport Response với cả ấy là thử cảm giác. Đấy, trả số cũng vậy, nó khá giống khi mà tôi cầm lái mẫu công thức 3 trong trường đua Sepang với cái hộp số sequence, hộp số tuần tự. Bùm 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 đấy. Cách lên số, cách xuống số, cách trả số. Đối với các dòng xe thương mại thì chạy tua cao 5.000, 6.000 cứ lo hỏng máy. Nhưng mà với dòng xe thể thao như Porsche thì vô tư đi, thoải mái. Bởi vì em nó sinh ra đã được như thế. Ở chế độ lái Sport hoặc Sport Plus thì xe nó sẽ gọi là, để mà miêu tả thì nó gọi là cứng cứng. Thực ra lái ở cái chế độ này nó thỏa mãn cái niềm đam mê tốc độ thôi, còn sẽ không còn cái sự êm ái đâu. Êm ái thì bạn chạy bình thường. Nói chung là với Cayman này, mặc dù là bản cơ bản thôi, động cơ 2.0 thôi, nhưng mà đua được. Nói chung là có trường đua là đua được. Còn nếu như muốn bản cao cấp hơn thì dùng Cayman S.
Và cao cấp hơn nữa thì Cayman GTS động cơ là 2.5 công suất 365 ngựa, mô men xoắn 420, đủ chơi. Cao hơn nữa thì sang các cái dòng 911, 911. Và biến thể của các dòng xe Porsche thì kể cả ngày có khi không hết. Với các chế độ Sport hay Sport Plus thì bạn phải đạp mạnh chân ga nữa. Bấm, bấm, rồi. Và có lẽ trong một trường đua thì chúng ta sẽ Sport Response này. Đa số đấy. Phanh. Bốc cua. Đa số như một số sequence cực sướng luôn. Ôi xe này cứ bám ly xuống mặt đường, lái đến đâu biết đấy đấy. Đạp ga hết ngay từ lúc đề pa, nhưng mà xe vẫn cứ hướng thẳng lên. Nếu như không có những cái hệ thống kiểm soát lực kéo thì đuôi nó ngoáy ngoáy tít thì là cái điều chắc chắn. Và brum brum, tiếng bô thể thao cũng thay cho lời kết của chương trình. Và anh em ơi, Hùng xe cỏ bây giờ bắt đầu mon men sang các xe thể thao, xe sang nhiều tỷ, thì mong anh em ủng hộ bằng cách chia sẻ video và comment thật nhiều bên dưới clip giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những chương trình tiếp theo.